Dạ vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong cái video ngày hôm nay bên em quay cho anh em mình xem cái dòng củ Mixua thì nó như nào. Đây là dòng của Mixua thường trong những con mic có dây và không dây của Sua. Những cái đời củ ngắn như này anh em này thì thường nó ở trong những con Sua BM58. Em có hai củ thì em quay cho anh em mình xem. Mixua dây mà hàng bãi thì anh em biết cũng rất là đắt, không hề rẻ đâu. Và những cái củ dài hơn như này anh em nhìn thấy ở đây là thường là lắp trong những con mic không dây như con UGX8 là thấy có củ này. Đây là hàng bãi về anh em nhé, hàng bãi về thì có lạc loài hai củ ở đây thì quay cho anh em mình xem. Những chiếc dòng mic Sua BM58 những củ này thì những anh em hát văn cực kỳ là săn đón cái củ như này. Mic không dây và có dây mà thương hiệu xịn của Mỹ thì vẫn được anh em mình chào đón rất là lớn. Hôm nay Huấn Audio bỏ ra quay cho anh em xem chiếc củ mic này và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video này và xin chào mọi người.